Hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 năm 2024, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là cán bộ tiểu đoàn Tây Đô đã hy sinh từ trận. Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẳng định, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn ghi nhớ công ơn, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô cho đất nước, cho quê hương Cần Thơ và lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ ngày hôm nay. Đồng thời mong thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là cán bộ tiểu đoàn Tây Đô đã hy sinh từ trần, luôn giữ vững truyền thống anh hùng của tiểu đoàn Tây Đô, tích cực phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con em trở thành công dân tốt, gương mẫu, có ích cho xã hội. Tiểu đoàn Tây Đô được thành lập vào ngày 24 tháng 6 năm 1964 tại ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Hậu Giang. Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và giúp bạn Campuchia, đơn vị lập nhiều chiến công. Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn Tây Đô hy sinh và bị thương trong chiến đấu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tiểu đoàn Tây Đô được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.